Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Ở trước mặt các bác là 8 con đèn Moving. Thì bên tay trái này là Moving 12 mắt vuông có laser. Bên tay phải là Moving 9 mắt nhện có laser. Toàn bộ các cái dòng đèn này đều có chế độ DMX, chế độ auto và chế độ cảm biến theo nhà các bác nhé. Và ở giữa thì đều có đèn laser đỏ và xanh lá. Cộng thêm cái con 9 mắt này thì có 3 bóng chớp, còn cái con 12 mắt này thì có 2 bóng chớp. Đó. Khi mà lên đèn thì các bác này là lắp những cái phòng mà có cái chiều dài của phòng ấy, thì cái đèn này thì vô cùng là đẹp các bác nhá. Nó chạy lúc lên hiệu ứng thì quá đẹp luôn. Đó. Hôm nay em quay video vào ngày 16 tháng 10 năm 2023. Nếu như các bác nào đang có ý định lắp vào cái phòng hát gia đình nhà mình thì đây là một trong những cái mẫu đèn mà em cho rằng nó rất là phù hợp để cho các bác sử dụng nha các bác nhá. Chỉ cần treo lên cắm điện và chạy chế độ cảm biến theo nhạc luôn. Khi ấy thì không cần phải các cái cạc cảm biến theo nhạc đi bên ngoài làm gì cầu kỳ bên ngoài thì nó bị bất tiện hơn. Nếu mà phòng nhà các bác dài thì làm 4 con, mà ngắn thì 1 con, mà vừa vừa thì làm 2 con, chịu chơi nữa thì cảm giác ấy thì làm 3 con. Đó thì đẹp lắm các bạn. Đó. Đấy. Toàn bộ cái đèn này đều là full màu hết các bác nhá, full màu. Đấy, các bác nhìn thấy không? Ra đầy màu luôn này. Đủ màu sắc luôn. Đấy.